Bây giờ thuận liền mà nói ơi đó, bắn. Mà thì hôm nay lại là tiếp tục một cái series vào bếp nha mọi người. Nhưng mà hôm nay bà V và Linh sẽ làm gì ta? À thì sẽ làm cái phần 2 của hạt nở làm được đó mọi người. Ui hạt nở hả? Mà không làm hạt nở, làm gì bà nội? Mình pha chế thêm, mình sáng tạo thêm, mình bỏ trái cây vô mà. Hạt nở trái cây. Ui cái này ăn làm mát lắm luôn á. Chưa nắng chị mát. Ừ. Trời nắng hay trời nắng nóng nóng nè, bởi mình phải suy nghĩ ra cái gì đó mát mát. Đúng rồi. Trái cây nó mát nó đẹp da. Đúng rồi. Bỏ vô trong đó mình làm hạt nở luôn. Nhớ bỏ đá nữa bà Linh cho nó lạnh lạnh mới phê. Ướp đá liền. Trước khi vào clip thì mọi người nhớ cho hai bé một like và subscribe nha. Nhấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi hai tôi ra clip nè. Ok, bà đừng có quên là nhớ theo dõi Facebook của Nguyễn Diệu Linh nè. Facebook Nguyễn Mạnh Tường Vy luôn nha. Đó, để follow hai bạn cũng như là xem hai bạn livestream. Còn bây giờ thì mình sẽ lót ra chợ đi chứ đi siêu thị ghét chán quá em cái gì vậy? Gì mà nói tập rửa công. What? Bớt đi. Hôm nay bà Linh xanh lè xanh lét như con cá thác lét. A few moments later. Thì Vy và Linh vừa phát hiện bên đây có bán thanh long ruột đỏ nha mọi người. Đó. Gì bà nội? Chị mày. Thì thanh long ruột đỏ về mình cắt khứa khứa ra mình bỏ vô cái hạt nở đó. Ủa gì? Thanh long. Thì mượn nó ơi, thanh long nè. Ruột đỏ nè, này có ruột đỏ nè. Ui đúng đỏ luôn mọi người, đúng đỏ luôn á. Gà quả to đỏ hơn luôn. Ê đồ tay chân má ơi, đừng ăn bị ba. Ok bây giờ tiếp theo mình sẽ mua gì ta? Mua dưa hấu. Dưa hấu. Ý dưa hấu đỏ luôn rồi. Mua táo đi. Yeah. Táo kìa. Bơm. 60 k một ký. Mọi người, Vy đang lựa bơm. Hả? Vậy là mình có 2 trái bơm. Với lại 2 trái thanh long nha mọi người. Five minutes later. Giống trái táo mini thôi chứ không phải trái táo hay trái đào. Đào hả? Nãy đi về thấy cái này nè mọi người nên là ginh thêm một dĩa luôn, một ký đô luôn. Về cái mình cắt xương xương mình bỏ vô trong đó cho nó ngon. Đã vậy. Ngon quá ha. Nhưng mà công nhận nó nhìn giống táo mini thiệt. Ôi chán quá không? Cưng quá à. Còn cái này là thanh long ruột đỏ nè, vừa mới xắt ra đúng đỏ luôn mọi người, thấy ghê. Ôi đỏ mà thấy ghê. Thấy ghê không á? Không đâu. Này còn nguyên liệu quan trọng nhất để làm món hạt nở đó là rau câu con cá không có dẻo. Yeah. Liên xô. Ly. Này tiếp theo đó là cái thành phần của bà Linh là khuôn. Khuôn. Cái khuôn đổ con câu mà. Đó đựng nước đá cũng được. Y nhưng mà cái này nó mini quá sao đổ bà Linh cái này nè. Cái này là chính. Cái này nè. Vậy cái đó là mình để đổ hạt nở tí hon mình trang trí lên thôi. Là trang trí xung quanh. Tiêu đề tên là hạt nở tự nhiên có cái đó. Hay ghê. Tiếp theo đó là cái đó. Mình sẽ cắt ra nè. Đó. Cắt cái đào hả? Cắt hết luôn. Có trái nào cắt cái đó luôn. Đây còn cắt hết cho mọi người á, thấy ghê không? Cũng thấy ghê không? Ghê không? Thấy ghê chưa? Đó, giờ có hai con dao thấy ghê không? Thấy ghê không? Bây giờ mình cắt thanh long à. Ê, bây giờ bà Quy sẽ quất miếng thanh long đỏ chút nghiêng. Cái màu nó không nhận. Tươi xanh tươi giống như màu của giờ. Đúng rồi. Tiếp theo thì sẽ cắt kiểu hạt lựu ha bà Linh. Trời nước lên thì bá cắt cái còn chút xíu. Đúng rồi. Bự rồi. Bự nữa rồi. Rồi. Không cỡ này được nè. Chút xíu gì đó mới được mọi người nha. Đó. Vuông nè bà Linh. Chút xíu nè. Trời ơi có một miếng này, cái này chắc 80 cục câu câu luôn á. Đúng không? Đây. Mệt rồi. Đây. Trời cái dao chút xíu hút hết vậy. Vậy đi. Đó. Cái dao này bự rồi, hút một lần chó lẹ bà nội ơi. Đó. Mà. Ok, bây giờ Linh sẽ cắt cái trái đào này ra. Để bỏ vô trong đó. Bỏ trong đó, trong nào nè. Gì bỏ trong não tôi. Gì mà nói là thành não đào luôn. Chắc chết luôn bé. Nó não cái gì, nó tới não đào nữa. Não đào nó thơm mùi đào á. Rồi, dính cái hộp rồi. Vô cái hộp rồi. Hello. Được. Đúng. Xương xương ơi, xương xương. Trời ơi, cái này là trái bơm nổ nhỏ nè, trái bơm mini á. Ghê quá. Ngon quá. Mình cắt ra xương xương thôi. Ôi. Xong cái mình cắt nó làm 3 làm 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tại cắt làm 2 nó thành 2 miếng đó má. Ngon. Trời ơi, một trái đào, lộn nữa, trái đào là một đống luôn. Mọi người phải cắt siêu tí hon vậy nè.
bỏ vô nó mới không bị kiểu như nó ít câu câu quá là nó sẽ bị nứt ra, nứt ra nó không kết lại, nó không có dính lại. Yeah. Cắt đổ mà hôi luôn nổi ăn. Thôi ha. Không cho Vi ăn nha mọi người. Thôi ăn đủ. Ăn đó, ăn đi. Cái đào này mà làm trà đào. Cắt 8, 8, 9 lần 9. Chịu mốt. Trời ơi trời. Tính thì ghê vậy. Tính thì ghê lắm. Trời ơi. Linh học là 11 điểm đó nha. 11 điểm đúng không? Giữ dành chim én cho bà này. Cắt bà này. Cái đào này giờ kiếm táo quá à. Chứ không biết cái táo này nó sang ha. Nó giống trái đào. Thì trái đào giống trái táo, thì trái táo nó giống trái đào chứ sao. Đi trong lớp mà Linh cắt á, bị cắt táo được không? Ừ, cắt đi, cắt táo luôn ha mọi người. Để tí xíu đó hả, mình xen kẽ vô. Trời ơi, táo cũng ngon kìa. Ờ, bà ăn lại hay gì? Bà này. Ê, miếng táo nhìn đẹp quá Linh. Chút xíu nữa mình bỏ vô trong nó dễ thương lắm á. Ý nó đỏ chết vậy. Dính cái màu thanh long rồi xong luôn. Anh thấy tình bạn nhiều đủ rồi đó. Nhiều ha. Trời ơi, mới có một cái đào một miếng chút xíu thôi đó. Ừ gì có được 4 miếng đào mà cũng nguyên cái cùi chà bá Vi cả. Ok. Ui đó, còn đoạn tiếp theo thì sẽ là quan trọng nhất là làm lâu câu nha mọi người, để mình đổ vô cái khuôn này nè. Rồi lâu câu đâu, đây lâu câu đây nè. Ừ. Tại kế bên con bé. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ ngửa vô cái nồi này. Nước đâu? Nước đâu Vi? Nước nè. Ấm lên xì bộ. Hả? Lộn. Chứ bà biến đi, bà biến rồi bé nước thì nói tôi. Chịu thôi thằng Linh Linh. Chị nhiều. Có nước này kìa. Cái sao thằng Linh Linh mới ban cho miếng nước thật. Mới ghê rồi. Mát cơ thể luôn. Ừ. Vậy bây giờ đổ được ăn vô đi. Ủa quá nguyên bịch luôn hả? Nguyên bịch luôn đi. Ừ. Cho nó dẻo. Ừ, nếu mà mọi người á mà làm rau câu này tại nhà thì mọi người nên đổ nhiều rau câu chút xíu. Tầm một cái nồi nhỏ này thì nguyên bịch rau câu luôn để cho nó dẻo nhanh. Yeah. Xé luôn hả, không thấy kéo cắt. Đó là cái nồi này. Ghê quá, tao Vi. Cái gì á? Lấy cái giá quậy. Ừ, quậy này làm cái quậy cho nó tan. Không có đóng cục, trời ơi quên. Trời ơi, nó giống cục hồi là chết luôn hai bà. Ừ, vừa đổ vừa quậy nha mọi người. Trời ơi, đổ chậm chậm quậy lên cho nó tan đều ra. Hả, thấy ghê không? Không, không quậy nó sẽ dễ đóng cục lắm. Tiếp theo thì mình sẽ làm gì ta? Tiếp theo mình sẽ bắt cái này lên trên bếp. Ủa mà cái này mình cần bỏ đường không? Chứ không nó bị lạc không? Quên. Mà này nấu luôn. Chết rồi. Ê, gớt gớt. Lắc. Nồi đâu. Nè. Vô. Bây giờ là mình sẽ bỏ đường. Thôi, đúng rồi. Bỏ đường. Yeah. Ủa bỏ đường á? Chẳng bỏ đường. Đây, mà mình sẽ bỏ đường một nắp đường. Đó, 2 nắp đường. 80 nắp đường. Thôi mẹ, 2 nắp đường kìa bà này. Tiếp theo thì bà V sẽ bật cho đun sôi lên nha mọi người, để cho nó tan đường mà đều giống nhau. 5 minutes later. Ok, bây giờ là Linh với Vi đã nấu xong cái rau câu, nó chuẩn bị đông rồi đó mọi người, nên bây giờ mình sẽ bỏ ngay cái trái cây này vô trong cái khuôn. Đúng rồi. Yeah. Thôi sẽ đợi nó đông một cái nó khỏi ăn luôn. Đó, bây giờ mình thêm bỏ lẹ lên để nó đông nè. Đó, một miếng này biếng miếng táo miếng đào đi bà Linh. Rồi đó rồi. Đó. Ê, này bự quá, bự quá nó bị ấy á, nó nhỏ rồi. Đó. Ok. Mình đổ từng cái vô đây mọi người. Ủa chi vậy? Ờ ha, mình sẽ đổ. Trời ơi, đổ nguyên cái chén vô đây nè. Ờ. Cũng không có nhớ. Mình ơi đây. Đó, Vi nào cái vàng. Không đủ luôn. Múc vô luôn, múc vô luôn. Múc vô luôn. Mọi người ơi, mới đây nó đã muốn đông rồi. Đó, mình đổ từng cái vô đây nha mọi người. Trời ơi, nó hơi bị văng lên. Mình chỉnh lại, mình chỉnh lại. Ừ. Đừng có đông nha mấy bé ơi. Rồi, vô. Dạ. Mình chỉnh vô ngay đi, cái mình để xuống. Tí xíu không biết nữa, cái này nó bị lòi ở ngoài mà Linh. Lần đầu thử nghiệm không biết nữa. Ừ. Rồi chờ. Rồi, Linh sẽ đi xuống nha. Ok. Đó. Nó có chuẩn bị tràn nha bà này. Đó, nó tràn vừa lên kìa. Là ok rồi đó. Yeah. Ui, nó sắp tràn không rồi. Hey, bây giờ là đợi cái khuôn này nó khô lại thì trong lúc đó mình sẽ bỏ đều vô cái khuôn này luôn. Nhưng mà cái này là chắc là khỏi bỏ trái cây mà Linh. Ừ. Kiểu mình chỉ đổ khuôn thôi. Mình không có bỏ. Ê, mình lấy miếng màu bỏ vô đi. Nào đi. Nào gì mà màu xanh xanh xanh. Đó, bây giờ V sẽ đổ một chút xíu xanh dưới nha mọi người. Để mình pha cái hạt nở màu xanh xanh. Đây, xong cái Linh sẽ bỏ lông câu vô. Đúng rồi, đây. Quên, mày bậy đều lắm đúng không? Đúng rồi. Rồi nó còn nóng. Thối phùn phụt luôn á. Trong lúc bà Linh làm cái đó, bà Linh sẽ bỏ trái cây vào. Bỏ phần trái cây còn lại luôn mọi người. Lạ vỏ. Nó khổng lồ luôn. Đó, nhiều trái cây không? Trời đất. Trời ơi.
ơi, cái này là quy một cái tô lau cau, ủa lộn, chén lau cau trái cây. Giúp trái cây cho nó lên, nó bị có cái khe hẻ ra là nó sẽ bị nứt cái hẻ cái lau cau. Đã là Linh sẽ đổ vô đây nha mọi người. Mẹ cái này lên được. Ý thêm miếng nữa mà Linh ơi. Xanh lè xanh lét đẹp chưa mọi người ơi. Ý như cái màu này nó đậm hơn cái màu lúc đầu luôn mà Linh. Yeah. Hey, bây giờ mình sẽ ịn vô nha mọi người đó, thấy ghê không? Chậm thôi, chậm thôi để nó tràn ra. Nhìn lạ không hả? Trời ơi, nó tràn kìa bà Linh. Thế thì tưởng nó tràn ở ngoài á. Phải ịn xuống dần dần nha mọi người, đừng có ịn mạnh xuống quá. Ịn mạnh là nó sẽ tràn ra ngoài cái khung, còn cái này nhẹ nhẹ nó sẽ tràn vô cái khung. Ok, bây giờ Linh và Vy phải đợi hơn 30 phút để cho cái lau cau này nó đông lại thì mình sẽ ăn nha mọi người. Giờ mình bỏ vô tủ lạnh đi. Cho nó lẹ. A few moments later. Trời ơi, đợi trời ơi, cái gì vậy bà nội? Trời ơi, sao đứng cạnh cái tủ lạnh hoài vậy mẹ? Nãy giờ hơn nửa tiếng rồi đứng cạnh nè, không biết cho nó đông vô nữa. Ê, hình như cứng rồi nè Linh. Cứng lắm luôn á. Cứng gọng đi mọi người, mọi người. Ui, lắc phải. Ui, bây giờ mình tắt ra đi, công đoạn quan trọng nhất để xem có thành công không mà Linh. Nghe quá, sợ nó bị bể ra chết chết luôn rồi. Không, chắc không. Cái này là tắt cá bể nha. Ủa, cái này là bà giật ra luôn hả? Nè, hey, bây giờ bà Vê sẽ lớn ra. Trời ơi, công đoạn này nguy hiểm quá. Trời ơi, đẹp quá. Nó tưng bà nội ơi. Trời ơi. Cái này đẹp quá ha. Ăn vô hơi cắn là một cái ha. Trời ơi, dính miếng trái cây giòn giòn. Ê, ôi thành công thành công. Ủa sao nó dưới? Nó dưới mấy cục này nghe vậy bà Linh? Cái gì vậy? Não nó dưới vàng bà nội ơi. Đó, này là gì? Hạt nở. Ôi, đừng chơi. Hạt nở ăn được nha mọi người, hạt nở xâm dưới sữa. Yeah. Mình để lâu công nhiều nên là nó rất là cứng. Yên tâm, nó không có bị... Đúng rồi, nó không có bị bẻ nữa. Ui, cứng quá mọi người. Bây giờ bà Vê với bà Linh tách ra, sắn ra đúng rồi, cho nó đều. Wow, nói chung là... Thành công mỹ mãn. Trời ơi, Linh Nhật Ly vừa được khuyến mãi thêm hai cái đồ lót chân nha mọi người. Đâu, cái này là giống cái Lego. Nhìn lạ ha. Đó, đúng rồi, thấy ghê không? Thấy vậy không? Thấy chứ. Thấy không? Thấy. Cái lỗ ta đi thấy. Ủa này hay ha. Vừa chơi vừa ăn được sáng sao. Cái này là rau câu trái cây, nhiều trái cây. À. Tôi chừng bể đó Linh ơi. Tu. Ủa kìa. Mới đẻ vậy, mới đẻ bà nội ơi. Nó có mấy hạt hạt mè vậy bà nội. Trời ơi, xinh quá à. Đẹp ha. Ui, xinh luôn mấy người ơi. Thành công rồi. Cái mặt trên cũng đẹp không này nè. Ừ, sao như này giống với nón kỳ diệu á. Này, bây giờ đến công đoạn thưởng thức mọi người ơi. Chứ hồi nãy giờ làm từ sáng tới chiều mới xong. Bây giờ bà Vê sẽ thưởng thức cái món đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Đó là hạt nở siêu to khổng lồ trái cây. Ui, cái này có hạt nở luôn á. Mà nó có trái cây ở trong mềm. Ngon quá lắm. Có táo, có đào, có thanh long. Đúng rồi, chua chua ngọt ngọt nè. Nè hả, cái rau cau này nó giòn với mọi người rất là ngon luôn. Ăn thử là thơm lắm luôn á. Đó, trời ơi, xuất sắc. Hai bà nội thì không ăn phá không hả? Xăm dưới sữa. Thơm, cái này thì thơm. Muốn ăn cái này nữa. Ăn đi. Mới là ngon luôn, nói chung là thơm, ngọt nhẹ. Trời ơi, đặc nó. Nó không bể mà nó dày dữ bà nội ơi. Thằng cứng quá bà lên đây. Trời ơi, nè. Ui, trái cây nè. Ôi. Wow. Thấy ngon không? Trời ơi, cái bạn này nguy hiểm thiệt á. Cái này nó chơi nguy hiểm á. Đại Linh cũng sẽ sắn một miếng cho mọi người xem. Lê lòi luôn, đó. Sắn miếng này là chất lượng miếng đó. Thấy ghê hơn. Như ăn bên đây cái nó chua chua. Ăn bên đây cái nó ngọt ngọt. Lạ ghê. Cái này ngon nè. Cái này ngon, tại nhiều trái cây. Tiếp theo thì mình sẽ ăn tới cái rau câu hồi nãy bà Linh mới làm nè. Yeah. Rau câu thanh long mà hình tam giác nha mọi người. Mình sẽ cắt theo cái miếng thanh long. Cầm cho đẹp. Đó, rồi, nè Vy Vy. Cắm vô cái miếng thanh long nè mọi người. Wow. Ý đẹp quá vậy. À, nhìn nè. Trời ơi. Xinh quá à. Trời ơi, nhìn cái đường mà lên nó cắt nè. Nó nhiều cái bánh thanh môn vậy á. Cắm vô một cái nha. Ở ngoài nó giòn. Ở trong là một cái miếng thanh long. Ngọt ngọt. Thơm, nó ngọt ngọt mà cái kiểu mát mát kiểu gì á. Thanh thanh nó mát. Ê, miệng luôn. Bỏ rá, ăn cái mà bỏ rá ăn. Yeah. Bỏ vô ăn giống kiểu như trà sữa trân châu mà ba cái thạch trái cây á. Ừ. Trời, bỏ vô
miếng sữa lên nữa. Gặp béo. Ok, thì bây giờ Linh với Bi cũng đã ăn review cho mọi người xong, cũng đã thực hình. Đó là thực hình. Vậy thực hình mà đã hiện thiệt. Đó thì cũng đã thành công, rất là thành công và rất là xinh. Quá mỹ mãn luôn. Nếu như mọi người ở nhà có rảnh á thì mọi người cứ mua về làm, tại vì cái này nó rất là đơn giản, mọi người có thể làm được. Chỉ cần có cái khuôn thôi, mọi người cứ câu rổ vô, bỏ trái cây vô là ăn. Ăn bình thường luôn. Để tới ngày mai ăn cũng được bà nội, mỏi. Chỉ cần bỏ tủ lạnh là được. Đúng rồi. Đó thì mọi người kết thúc clip rồi nè. Ok thì Bi và Linh cũng xin kết thúc clip tại đây ha. Nếu mọi người thích clip này nhá, cho hai bé một like và một subscribe nè. Nhấn cái chuông để nhận thông báo mỗi khi hai tôi lên clip nữa. Nhớ nhà nhớ nhà. Rồi, còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.